Xin mến chào quý vị và các bạn đã trở lại với LTK Bonsai. Hôm nay mình ghé điểm bán cây kiểng của Thanh Triệu ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Làm clip này giới thiệu đến quý vị các bạn một số cây kiểng về ngày 14 tháng 7. Rồi hôm nay mình có gì đây Triệu ơi? Xin chào quý bà con cô chú. Hôm nay Triệu có về một lô linh sam đã thuần chậu nha. Đó, với bông trang, với mờ bạch mai núi, với bằng lăng để giao lưu với cô chú anh chị mình nha. Đó, cảm ơn các cô chú anh chị mình hồi hôm qua đã ủng hộ hết clip ngày hôm qua nha. Rất là chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình luôn. Rồi. Đây là hôm nay là cây 1Y. Đó, cô chú anh chị mình cứ nhớ có chỗ cây thì để chữ Y giùm em nha. Đây là linh sam, sông hinh siêu bông, đã thuần chậu. Đó, thuần dây luôn rồi, về mình gỡ dây nhôm là mình chơi thôi. Đây đem đo chiều cao nha. Cao lên là 30. Đó. Tán ngang của nó luôn là 40. Hai nước dây hả? Hai nước dây rồi anh. Cái này về nó ăn dây nhôm hết trơn rồi, về gỡ dây nhôm là mình chơi thôi. Đây. Xích qua, quay xích qua. Đây quanh thân là 11. Cụ đế rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. 1Y. Có giá là 900k, em bao phí ship toàn quốc luôn. Phan. Đây cho cô chú coi cái vàng xương ở dưới nha. Đã về rỡ nước dây là mình chơi thôi nha cô chú anh chị mình ha. Rồi. Đó, cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều trong clip ngày hôm qua. Đây, tới cây 2Y. Đó, cũng là linh sam, sông hinh siêu bông. Đó, về cắt dây nhôm là mình chơi thôi nha. Đảm bảo luôn. Đây, hàng thuần chậu nha. Cao lên là 37. Tán ngang là 40 luôn. Đó, đây. Hoành nó đo tại vị trí này luôn là 20. Đây cô chú anh chị mình xem giùm em, cụ đế rất là bự nha. Đó. Đây rất là đẹp luôn. Cây 2Y cũng có giá là 900k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0898 997764. Đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Em ở tại khu vực Quảng, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Đây là tới cây 3Y, cũng là linh sam sông hinh siêu bông, đã thuần chậu thuần dây luôn. Cao lên là 25. Tán ngang là 35. Đây. Hoành em đo trên cổ rễ nha, để em đo thử rồi em báo chính xác. Hoành là 16. Đó, 17 nhưng mà tính 16 thôi. Đây. Đó. Vừa thôi. Đây cô chú anh chị mình nha, về cắt dây nhôm là mình chơi thôi nha cô chú anh chị mình ha. Đó cũng có giá là 900k. Bao phí ship toàn quốc luôn. Đó. Đó. Đây tới cây 4Y. Đây cây này dáng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Cây rất là bự. Đó. Đây. Hàng thuần chậu nha. Tai chi đều rất là bự luôn rồi. Đảm bảo với cô chú anh chị mình luôn. Cao là 28. Tán ngang là 40. Đó. Sông hinh siêu bông. Hoành là 23. Đó. Cây rất là liền lạc, không hư một chỗ nào luôn nha cô chú anh chị mình ha. Cây 4Y. Đó, đây cây này. Xiết nước là có bông rồi ha. Dạ đúng rồi anh. Đó, hàng thuần chậu, về thay chậu khác là rất là đẹp luôn. Rồi. 4Y cũng có giá là 900k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Bao phí ship toàn quốc luôn nha. Đây, tới cây 5Y. Tàn đa. Đó, tàn rừng nha cô chú anh chị mình ha. Cái này là mới qua một nước dây thôi. Đây, chiều cao. Cao lên là 30. Đó. Đây đo, đem đo tổng hoành cũ đi ha. Tổng hoành cũ của nó luôn là 37. Đó, nguyên một củ một cụm luôn nha. Đây 37. Tán ngang của nó luôn, đem đo tán ngang luôn nha. Tán ngang của nó luôn là 33. Đây của chú anh chị mình xem kỹ giùm em nha. Chiều rộng nhất. Đó, đây tàn rừng rất là đẹp luôn. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 900k luôn, bao phí ship toàn quốc nha. Đó, số điện thoại của em là 0898 997764, đó là số Zalo và Facebook luôn. Đây, tới cây 6Y. Đây là cây kim quýt bonsai. Về cũng cắt dây nhôm là chơi nha. Hàng thuần chậu đảm bảo 100% luôn. Đó, cây liền lạc không hư một chỗ nào. Đó, chúng em lặt lá để cho nó bút tược non lại nha. Thay lá mới cho nó. Cao là 39. Cái này là em lặt lá để bút tược non nha cô chú anh chị mình ha. Không có phải là cây ấy nha. Đảm bảo nha, sống tốt phải bình thường. Đây. Kim quýt. Đây hoành là 11. Đó, rất là đẹp luôn nha.
Đây, cây này có giá là 600k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. 600k bao phí ship toàn quốc luôn. Đây. Tới cây 7y. Đó, cái này là chúng em mới lặt lá nè, lặt lỡ dở rồi để cho nó thay lá mới cho rất là đẹp luôn nha. Chứ hàng này về cắt dây nhôm là mình chơi thôi. Cao là 23. Tán ngang của nó luôn là 25. Đó, cây 7y nha. Đó, rất là đẹp luôn, cái đế rất là quái luôn nha. Thân này phân cỡ 8 thôi nha cô chú anh chị mình ha. Đó, rất là quái luôn. Đây, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 700k bao phí ship toàn quốc. Đó. Đây, tới cây 8y. Đó, tai chi là tứ diện nha. Đó, cây này là chúng em chưa lặt lá nè. Đó, về cắt dây nhôm là mình chơi thôi. Em cắt được phân nửa dây nhôm rồi. Đó, còn một mớ chưa cắt nha. Cây 8y cao lên 40. Tán ngang của nó luôn là 30. Đây, hoành thân chỉ có 10 thôi. Dạ, kim quýt anh, cái này là kim quýt nha. Đó. Đây, cây này cũng giá giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, 800k bao phí ship toàn quốc luôn. Này là mini bonsai để bàn rất là đẹp luôn nha. Về mình thay chậu mới là mình để bàn là ok. Đây, cây này chúng em cũng lặt lá trên đọt rồi nha. Đó, cây 9y. Đây, liền lạc luôn nha. Cao là 35, tán ngang là 25. Đảm bảo sống tốt khỏe bình thường. Nếu mà bao sống luôn cho cô chú anh chị mình luôn nha. Hoành 12 yếu, tính 11 thôi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 500k bao phí ship toàn quốc luôn. 9y nha. Đó, số điện thoại của em là 0898997764. Đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đây, cây 10y. Đó, cũng là Linh Sam. À, cũng là, em xin lỗi, đây là cây kim quýt nha. Đó, nó chiều cao luôn. Cao lên là 33, tán ngang là 27. Đó, kim quýt nha. Hoành này phải nhỏ nha cô chú anh chị mình ha, cỡ 8 thôi. Đó, nhưng mà củ đế rất là quái luôn. Đó, rất là đẹp luôn nha. Có giá là 600k bao phí ship toàn quốc luôn. Đó, hàng mini cái này ra trái cái là rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Lặt lá là ra trái luôn. Đây, giờ này tới em bán lô bông trang nha. Củ đế rất là đẹp luôn. 11y bông trang tí mờ trang sen. Đó, cái này để bonsai rất là đẹp luôn. Cao lên là 40. Đó, cao lên là 40 nha. Trang sen nha cô chú anh chị mình ha. Hoành là 11. Củ đế rất là bự nha. Để em coi cái củ đế nó nha. Củ đế là 48. Đó, củ đế là 48 luôn nha cô chú anh chị mình ha. Trang sen. Đây, cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 600k. 600k bao ship toàn quốc luôn. Đó, đang búng tược non rất là nhiều, chuẩn bị ra bông nha. Về mình vô dây là mình chơi thôi. Đó, mà bông trang này chúng em sẽ ship bầu, bó bầu kỹ lưỡng cho cô chú anh chị mình nha. Không có ship chậu được nha, tại vì cái chậu nó quá nặng. Đây, cây 12y cũng là trang sen. Đó, rất là đẹp luôn nha, bông rất là ok. Chiều cao là 30. Đó, đây, đó tại vị trí này luôn là 13, 14 mà tính 13 thôi. 12y. Đó, củ đế này khoảng cỡ 40-50 nha. Củ đế đặt rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Trang sen. Đây, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá cũng là 600k bao phí ship toàn quốc luôn nha. Đó, 600k bao phí ship toàn quốc luôn. Nhưng mà chúng em sẽ bó bầu kỹ lưỡng, chúng em cũng sẽ không ship chậu cho cô chú anh chị mình được. Đây là cây 13y. Đây là trang cam. Em đảm bảo với cô chú mà anh chị mình luôn, này là màu cam nha. Nếu không phải màu cam thì cô chú anh chị mình cứ trả cây lại cho em hoàn tiền lại cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, đang chuẩn bị ra bông nha. Đó, trang cam. Tại cái lô này chúng em đã mời chồng chúng em biết nha. Này em cắt phôi lại nha. Cái này giờ nó lên tược tốt, tươi tốt rồi. Cao lên là 30. Đây, hoành em đo em báo cho cô chú anh chị mình rất là chính xác luôn. Cô chú anh chị mình an tâm. Hoành là 11, 12 mà tính 11. Đó, đây trang cam. Màu này màu cam đảm bảo với cô chú anh chị mình luôn. Đó, đây cô chú anh chị mình an tâm nha. Cây rất là già, đảm bảo với cây cô chú anh chị mình luôn. Cây này từ giá 5-6 năm tuổi ăn lên. 13y, có giá là 500k bao phí ship toàn quốc, không ship chậu. Trang cam, đúng màu cam nha, đảm bảo với cô chú anh chị mình luôn. 14y. Đó, cũng là trang cam luôn. Cao lên là 26. Đây,
hoành của nó là 11. Đó, hoành là 11 nha, cũng là trang cam luôn. Đảm bảo bao cho cô chú anh chị mình là màu cam nha. Đây, đã bún tược non rất là nhiều luôn rồi. Đó, này thì mình vô dây thôi là rất là đẹp luôn. Cũng có giá là 500k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. 500k bao phí ship toàn quốc, không ship chậu. Đây, trái cây 15 y cũng là trang cam luôn. Đó, trang cam nha cô chú anh chị mình ha, đảm bảo màu cam nha. Cao lên là 24. Đây, hoành thân là 10. Đó, hoành thân là 10 nha, củ đế rất là đẹp luôn. 15 y cũng có giá là 500k bao phí ship toàn quốc luôn. Số điện thoại của em là 0898 997764, đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đây, cây 16 y cũng là trang cam luôn nha cô chú anh chị mình ha. Chúng em chỉ có mấy cây trang cam thôi. Đó, chiều cao lên là 28. Đây, hoành là 10. Đó, về cô chú anh chị mình từ đây tới Tết thôi là mình chơi bông là dư sức rồi nha. Vô dây cái là mình chơi bông là dư sức rồi. Vài bữa nữa sẽ ra bông, đảm bảo với cô chú anh chị mình luôn. 16 y cũng có giá là 600k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Nhưng mà chúng em không có ship chậu nha. Đó, số điện thoại của em là 0898 997764, đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đây là cây bạch mai núi, đang sống tốt khỏe bình thường. Đó, đang bún tược non ra luôn. Đây, chiều cao là 53. Đây, hoành thân là 41, 40 thôi, tính 40 thôi. Củ đế là 76. Đó, bạch mai núi. Đây, đảm bảo cho cô chú anh chị mình bao sống tốt khỏe bình thường. Đây, đang bún tược non xum xê ra nha. Đó, bạch mai núi. Đây, cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 800k bao phí ship toàn quốc luôn. 800k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0898 997764, đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đây là cây bạch mai núi, một gốc ba thân, tam tài, cây 18 y. Đó, đang chuẩn bị nứt mục nha. Kéo nhựa rất là nhiều. Cao lên là 65. Đây, tổng hoành của nó luôn là 79. Đó, tổng hoành gốc của nó là 79. Một thân này để em đo thử một thân thử anh. Đó, đây, một thân này của nó luôn là 36. Đó, một thân là 36 nha. Đây, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1.3 triệu. 1.3 triệu em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, 1.3 triệu bao phí ship toàn quốc luôn. Chỉ có 3 cây bạch mai núi để giao lưu với cô chú anh chị mình thôi. Đây, tới cây 19 y cũng là bạch mai núi luôn. Đó, chiều cao là 68. Đây, hoành là 52. Đó, bạch mai núi nha. Đó, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình có giá rất là mềm luôn. Có giá là 800k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Bạch mai núi. Số điện thoại của em là 0898 997764, đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đây là cây 20 y bằng lăng tím, da ổi, lá nhỏ. Đó, dáng lật rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Chiều cao là 50. Đây, tổng hoành đo chỗ này là 115, 117 mà tính 115 thôi. Đó, đây, dáng lật rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Xem kỹ giùm em, đang nứt một đâm chồi lên luôn nha. Đó, đảm bảo bao sống cho cô chú anh chị mình luôn. Bằng lăng núi. Đó, da ổi nha, lá nhỏ, màu tím rất là đẹp. Đây, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1.2 triệu. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. 1.2 triệu bao ship toàn quốc luôn. Đây, tới cây 21 y. Chim lên cái để nấy. Đây, cây này rất là bự luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, rất là bự luôn. Đó, cũng là da ổi lá nhỏ luôn nha. Màu tím, bông màu tím rất là đẹp. Đây, chiều cao 76. Tổng cụm hoành của nó luôn là 135. Đó, tổng cụm hoành là 135 nha. Đây, cây liền lạc luôn nha cô chú anh chị mình ha. Rất là đẹp luôn.
đó. À, dán lặt luôn nha cô chú anh chị mình ha, đang là nứt một ra đó, bún đọt non ra rất là nhiều. Đây cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1,5 triệu, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha, 21 y. Đó, đây tới cây mini nha, chuẩn bị nứt một luôn nha cô chú anh chị mình ha, đảm bảo bao sống luôn. Đây chiều cao là 50, hoành đo tại vị trí này luôn là 40. Đó, 22 y. Đây chuẩn bị nước một hành. Đây những cái đầu bà cắt chúng em bao sống đã đảm bảo với cô chú anh chị mình luôn. Đây cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 700k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha, 700k bao phí ship toàn quốc luôn. Đây tới cây 23 y, đó dáng quái rất là đẹp luôn nha. Đó đây những cái dấu mặt lụa của nó là thiên nhiên tạo hóa nha cô chú anh chị mình ha, cao lên là 48. Đây là những cái mặt bên đây, đây là thiên nhiên tạo hóa, nó bị sành luôn rồi nha. Đó, bằng lăng nó rất là dễ sống luôn nha, da ổi rất là đẹp luôn. Đó, da ổi da màu trắng, bông màu tím rất là đẹp luôn, lá nhỏ luôn nha. Hoành là 69, đo tại vị trí này. Đó, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 900k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, bằng lăng tím lá nhỏ luôn. Đây tới cây 24 y. Đó, đây cây này đang búng tược xung xê nha. Đã chiều cao lên là 58. Đây để em đo góc bên đây đi. Đó, góc bên đây không là 56. Đó, đây cái dáng phu tử rất là đẹp luôn nha. Đó, dáng này rất là đẹp luôn nha. Đây một góc liền lạc luôn nha cô chú anh chị mình ha. Cây này cũng có giá là 900k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn, 900k bao phí ship toàn quốc luôn nha. Số điện thoại của em là 0898997764, đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. 25 y, cũng là bằng lăng núi luôn. Đó, lá nhỏ luôn nha, bông màu tím rất là đẹp, cao lên là 49. Một góc đặt luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đây đem đồ bên đây đi, đặt một góc luôn. Hoành là 54. Đó, cây liền lạc luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, đây cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 900k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, bằng lăng núi nha. Đó, lá nhỏ rất là đẹp luôn. Đây tới cây 26 y. Đó, cây này là cũng một góc luôn nha, chiều cao lên là 39. Đây tổng cụm hoành của nó luôn là 89. Đó, đây cũng có giá là 900k bao phí ship toàn quốc luôn. Đó cô chú mình anh chị mình cứ an tâm, bằng lăng với bạch mai là chúng em sẽ bao sống cho cô chú anh chị mình ha, đảm bảo. Đó, 27 y. Đây cũng một góc bằng lăng núi luôn, rất là đẹp luôn nha. Đó, chiều cao lên là 74. Đây một góc đặt của nó luôn, rất là bự. Hoành đo tại vị trí này luôn là 77. Đó, đây chỗ này là thiên nhiên tạo hóa luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, nó tới đây là nó sành sỏi luôn rồi nha, nó không có mục hư gì nữa hết trơn đó. Đó, đây cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 900k bao phí ship toàn quốc luôn. Đó, giá rất là mềm luôn nha, để giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Đây cây 28 y, tàn rừng rất là đẹp luôn, cô chú anh chị mình để tàn rừng rất là đẹp. Đó, tiểu cảnh tàn rừng rất là đẹp luôn nha. Chiều cao lên là 60. Đây, chiều dài cái bầu của nó lên là 70. Chiều ngang cái bầu luôn là 45. Đây tàn rừng nha cô chú anh chị mình ha. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, mình làm tiểu cảnh tàn rừng là khỏi chê. Chiều dài nó tới 70 lận. Đó, đây mình vô chậu chủ nhật cái nó thôi là khỏi chê luôn nha. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1,2 triệu, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha, 1,2 triệu bao phí ship toàn quốc luôn. Đây tới cây 29 y. Đó, cũng là cây cuối clip ngày hôm nay. Đó, về cô chú anh chị mình trồng để đứng cây lên giùm em nha, tại cái cây nó em dăm xôi dừa thì nó hơi có mờ, cái bầu nó hơi nghiêng chút xíu nha, nhưng cái đảm bảo cây sống tốt khỏe bình thường. Cao lên là 70. Đây một góc đặt luôn.
cây liền lạc không hư bọng chỗ nào, đảm bảo với cô chú anh chị mình luôn. Hoành 61 đó, cây rất là già, rất là bự luôn nha, đang búng tược non sum xê rất là nhiều. Đây cái này là nó bị sành sỏi luôn anh, cái này là không hư không mục luôn, không bọng luôn nha. Đã có bọng thì nó bọng, không bọng thì nó không bọng nha. Dạ đúng rồi đó. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1 triệu, em bao phí ship toàn quốc luôn. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn các cô chú anh chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ clip LTK Bonsai. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.